lên đó đó. Đó, bây giờ mình lên đó anh hoạt động nha. Cả nhà. Đó, ba người đẹp này lẻ dò ghê nha. Ba con thấy gắn cao. Nè, người đẹp này nói nha. Nè, lắc lên lấy tiền anh ba nha. Anh ba tặng mỗi người một chiếc thôi đó. Cả nhà mình lên rồi, bây giờ xuống. Bây giờ mình đi lên. Mỗi người một chiếc thôi đó, anh ba trả tiền nha. Xuống rồi lên lại xuống liền, tại vì nãy giờ lửa cắm thạch phải á. Dạ. À, bây giờ người ta xuống nè, mình đi lên. Nó kêu mình lên xong mình xuống liền á. Ừ thôi vậy tôi không lên nữa đâu, bà lên đi. Bà quay, bà lên, bà quay rồi bà xuống. Mình lên đó rồi mấy lần rồi. Ngồi đây đi. Lên lại rồi. Hello. Hello. Tranh thủ ha. Tranh thủ xong rồi xuống. Xong rồi xuống. Đó. Vô vô hốt lạnh xuống. Hả? Mình vô đây thôi. Mình lại xong mình xuống. Mình vô. Ở trên này có động gì không ta? Cái động là cái nào? Đó thì cũng là thờ Phật ở trên đó đó. Động là trên này hả? Ờ. À. Thì đây gọi là cái động. Mình lên. Đó, bây giờ mình đi ra. Đó, bên kia là núi. Bên kia là núi nha. Này. Mình đi nha. Chào cả nhà. Chị ơi. Ừ. Đi xuống đi chị. À, khỏe thì chị lên tranh thủ đi. Ai cũng lên luôn đi. Có lại Phật. Đó, bây giờ mình mời cả nhà đi với mình là lên Chỉnh Linh Động nha. Cái bà đi tới kia bà đúng rồi. Bà mệt rồi. Đó, không gì quen nha. Mình đi xuống.